đồng quốc tế và có bản tài nghe cũng đồng tại công nghiệp. Thành phố Hồ Chí Minh đổi 16 khu đất lấy cầu Thủ Thiêm 4 là thông tin tiếp theo. Trong văn bản vừa gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới đây, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết muốn thực hiện dự án cầu Thủ Thiêm 4 nối quận 2 và quận 7 theo hình thức đối tác công tư. Gần 100.000 mét vuông đất trong Thủ Thiêm cùng 5 khu đất khác sẽ được Thành phố Hồ Chí Minh dùng đổi lấy cây cầu 5.200 tỷ đồng. Một cơ sở của báo điện tử VN Express nêu rõ, dự kiến thành phố sử dụng 11 lô đất thuộc khu đô thị mới Thủ Thiêm có giá trị khoảng 3 là hơn
lên.